Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một video để cách phân biệt giữa mầm tùng xuân và mầm của hoa hồng. Rất nhiều người nhầm mầm tùng xuân với mầm của hoa hồng. Mầm tùng xuân tại sao lại có? Thì khi chúng ta mua những cây hồng rễ trần hoặc cây hồng ghép từ trên thân của tầm xuân, do đó là mầm của tầm xuân sẽ mọng lên và phát triển rất nhanh, lấn át mầm của hoa hồng. Có rất nhiều cách để phân biệt mầm tùng xuân với mầm của hoa hồng. Nhưng trước mắt các bạn đây là một mầm tùng xuân rất lớn ở trên cây hồng. Nhưng mình sẽ cắt đi, không nó ăn hết chất của cây hồng. Cây hồng này do cuối năm vừa rồi mình rất bận, nên không có thời gian chăm sóc, không để ý. Cho nên mầm tầm xuân nó lên rất nhiều. Nhưng cây này có hai mầm tầm xuân. Phía bên đây một mầm nữa, các bạn để ý. Thông thường thì mầm tầm xuân mới lên nó sẽ có màu xanh, mầm hồng màu đỏ. Như từ xưa, các cụ ta đã có ca dao: lụ tầm xuân lở ra xanh biếc, em lấy chồng anh tiếc lắm thay. Như vậy mầm tầm xuân là nó thường màu xanh, nhưng cũng có lúc mầm tầm xuân nữa là màu đỏ. Vậy thì chúng ta làm cách nào để phân biệt được mầm tầm xuân? Đối với những cây hồng rễ trần thì mầm tầm xuân thường lên ở phía dưới của mắt ghép. Chúng nó lên từ gốc tầm xuân. Thứ hai là lá của tầm xuân. Trên một cái lá có 7 lá nhỏ. Nó để ý. Đây. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tuy nhiên có nhiều loại hồng trên lá cũng có 7 lá, như hồng Hung Tinh Tơn, hồng Antique Romantic, rất nhiều loại khác. Chúng ta có thể phân biệt cách dễ hơn nữa là lá của tầm xuân như thường nhỏ hơn, nhọn ở phía đầu, và trên đầu của ngọn thì thường có lông. Đó là những cách phân biệt đơn giản nhất. Bây giờ mình cắt mầm tầm xuân này. Ở đây mở mầm nữa. Đây các bạn, cây này nó hai mầm tầm xuân rất lớn. Cây aoi này còn có mầm tầm xuân còn lớn hơn. Mình cũng sẽ cắt nó đi. Nó cũng lên phía dưới của mắt ghép. Các bạn xem, mầm xuân này còn lớn hơn. Các bạn xem, đây thì là mầm của hoa hồng. Đây cũng 7 lá trên một cánh lá.
các bạn xem. Đây thì lại mầm của hoa hồng. Đây là hồng Antiqua Romantic, ra hoa màu xanh cốm rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đặt cạnh một mầm tầm xuân và mầm của cây hồng Antiqua Romantic này để xem. Các bạn rất dễ nhầm, chúng ta chỉ nhìn lá mới phân biệt được. Đây là mầm tầm xuân, bên phải của mình là mầm tầm xuân, bên trái là mầm của hoa hồng. Lá của hai loại rất giống nhau, đều có 7 lá nhỏ trên một cuống lá, rất dễ nhầm các bạn ạ. Nhưng các bạn để ý trên đầu ngọn của mầm tầm xuân thì sẽ có rất nhiều lông. Mầm của hoa hồng thì không có. Giờ mình sẽ quay mầm của cây hoa hồng. Các bạn dễ nhận biết. Việc phân biệt mầm của tầm xuân và mầm của hoa hồng này thực ra rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần để ý một chút là sẽ biết. Mình xin nhắc lại, mầm của tầm xuân thì thường mọc ở phía dưới của mầm ghép. Thứ hai là lá tầm xuân thường có 7 lá trên một cuống lá. Thứ ba, đầu lá, đầu ngọn của mầm tầm xuân là rất nhiều lông. Thứ tư là lá của tầm xuân nhỏ, thon dài về hai đầu. Lá của hồng thì thường tròn hơn. Đây các bạn nhìn lại, đây là mầm của tầm xuân. Xin cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Nếu thấy chia sẻ của mình hữu ích, các bạn hãy đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.